Xin giới thiệu thương hiệu CJ Food. CJ Food View được thành lập năm 1994 tại Hàn Quốc dưới hình thức nhà hàng dành cho gia đình. Food View được ghép từ hai từ food là thực phẩm và village là làng, với mong muốn khơi dậy sự thoải mái của khách hàng khi tới với nhà hàng, đồng thời mang lại cảm giác gắn kết gia đình khi dùng bữa tại đây. Theo đó, CJ Food View được xem là thương hiệu mang lại những dịch vụ gắn liền với giá trị gia đình tới người dùng. Có rất là nhiều sản phẩm của CJ Food, nhưng chỉ giới thiệu một số các sản phẩm được người Việt Nam ưa chuộng. Đầu tiên là sốt ướp thịt bò, sốt BBQ. Thứ nhì là tương chấm thịt nướng, được dùng để chấm các món nướng. Đây là sốt BBQ cho sườn bò, sườn heo và giấm táo. Đây là tương ớt để dùng với các món nướng ở trên, với thịt bò hoặc là thịt heo nướng. Ngoài ra, CJ Food cũng có rất là nhiều sản phẩm khác không có được chưa được giới thiệu ở đây, nhưng sẽ giới thiệu với các bạn sau.